Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Hôm nay xin phép em được cập nhật về giá xe cho anh em ở dòng xe Mitsubishi Outlander bản 2.0. Nó sẽ có hai phiên bản cho anh em lựa chọn, đó là chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 Premium và phiên bản 2.0 số tự động bản thường ạ. Và cũng như là video này em sẽ giới thiệu cho anh em về những chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 4 này cho cả hai phiên bản, và em cũng như là em sẽ tính luôn cho anh em về tổng chi phí bánh cho anh em Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh, để cho anh em sự lựa chọn về tài chính của mình tốt nhất, mình mua chiếc xe này không hay cần phải mua những bản cao cấp hơn, thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể luôn cho anh em nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Outlander bản Premium, bản 2.0 Premium, nó cũng bản cao cấp nhất của dòng xe Mitsubishi Outlander, với giá niêm yết nó đang là 590 triệu ạ. Nó cũng là giá tính thuế cho anh em nhé. Hiện tại trong tháng 4 này, chúng em đại lý chúng em đang áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt cho anh em như sau. Thứ nhất là tặng cho em là 7 chỉ vàng tương đương là 70 triệu tiền mặt nhá. Và tặng cho em một bộ phụ kiện cao cấp trị giá lên tới 10 triệu đồng đấy ạ. Và tặng cho em là 25 triệu tiền mặt nữa nhá. Đó, còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 và Premium này, khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong tháng 4 này, thì lăn bánh Hà Nội giờ đang là 1 tỷ 020 triệu. Đó. Còn ở tỉnh thì đang là 978 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 996 triệu đấy ạ. Các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Còn một số các chi phí mình chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ. Bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó sẽ là bảo hiểm tự nguyện, anh em có muốn mua hay không mua thì thuộc em thôi. Trừ khi anh em phải mua trả góp qua ngân hàng mới bắt buộc là phải mua tối thiểu là 1 năm nhá. Đó. Còn tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó chính là Hà Nội thuế sang 12%, biển số là 20 triệu ạ. Còn ở tỉnh thuế sang 10% và biển số là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thuế sang 10% và biển số là 20 triệu. Dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là như vậy đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 bản thường. Đó cũng bản thấp nhất của dòng xe Mitsubishi Outlander ạ. Với giá niêm yết nó đang là 825 triệu ạ. Nó chỉ có 825 triệu thôi nhá. Các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong tháng 4 này của chiếc xe Outlander bản 2.0 này thì như sau: là tặng cho anh em là 6 chỉ và chỉ vàng SGC trị giá tương đương với khoảng 35 triệu tiền mặt nhá. Và tặng cho anh một bộ phụ kiện cao cấp trị giá nó khoảng 10 triệu đồng đấy ạ. Và tặng cho em là 15 triệu tiền mặt cho anh em đặt xe trong tháng 4 này nhá. Đó là chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong tháng 4 đấy ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 4 này thì lăn bánh Hà Nội giờ đang là 893 triệu thôi ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 864 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 882 triệu đấy ạ. Đó. Về chiếc xe này thì anh em có thể mua trả góp lên tới 80% giá trị của xe và thời gian có thể lên tới 8 năm đấy ạ. Đó. Khi mà anh em mà mua trả góp qua ngân hàng này thì chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 bản thường này thì anh em chỉ bỏ ra với giá chỉ khoảng là 245 triệu thôi nhá. Còn chiếc xe Outlander bản Premium thì anh em chỉ bỏ ra với giá nó rơi vào tầm khoảng 275 triệu tùy từng tỉnh một nhá. Đó. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng chi phí bánh này và các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt cho chiếc xe Mitsubishi Outlander cho hai phiên bản là phiên bản Premium và phiên bản tiêu chuẩn bản thường ạ. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho em toàn bộ các dòng xe của Mitsubishi, để cho anh em sự lựa chọn về tài chính của mình tốt nhất, mình mua chiếc xe này không hay cần phải mua những bản cao cấp hơn. Thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.